Việt Audio Hà Nội xin kính chào các bác, các anh chị em. Vâng, rất vui vì hôm nay được gặp lại mọi người sau hơn một tuần em nằm an nghỉ ở trong nhà cũng như là ở bệnh viện để dưỡng thương. Em mới mổ cái chân cho nên là cũng hơi chậm trễ trong các vấn đề là hàng họ cũng như là test âm thanh cho các cụ. Và hôm nay thì nhân vật chính của chúng ta là một cặp toàn giải cực kỳ hiếm của hãng Yamaha với mã hiệu là GR2105. Đây là một cặp toàn giải có cái kích thước là 20 cm, công suất là 40W một bên, trở kháng 8 ohm và cái độ nhạy nó nằm ở cái ngưỡng 93 đến 94 dB. Đây là em đánh trực tiếp từ âm ly ra và không qua bất kỳ một cái cuộn xeo lọc hay bất kỳ một cái gì cả, vì toàn giải là đánh thẳng trực tiếp nguồn phát âm ly Hitachi HA1800. Hiện tại thì em đang đánh UDX cho nên là tất cả các tần số nó nằm ở ngưỡng phẳng, không qua can thiệp của cái gì cả. Bây giờ thì mời các cụ lắng nghe. Cái gân này nó là gân xếp nha quý vị nhá. Gân vải xếp. Đánh mộc như này tiếng đã rất là hay rồi. Này mà đưa vào thùng nữa thì giải trầm nó lên cũng rất là tốt đấy. Giải chung rất là đẹp, tiếng ngọt dễ nghe. Giải cao thì khá là ổn áp với một cặp toàn giải. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc nữa cũng thuộc thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình. Em đường em, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta. Xung họp mày bận vâng, tiếng rất là mộc, nghe sướng lắm các cụ ạ.
không phải mình bán mình khen hay đâu, mà các cụ nào mà cứ qua tận nhà nghe sẽ thấy nó có cái độ trung thực và rất là truyền cảm. Đặc trưng của thằng Yamaha thì nó khác hoàn toàn so với tất cả các anh em khác của Nhật. Đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ. Phải nói đây là một trong những cặp loa toàn giải có giải chung quá là đẹp luôn. Em ơi, em đi đường em, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng trách người ơi, cuộc sống nổi trôi, bóng mê đưa đường tôi xa người, giờ trở về đây. Đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ, đừng nói làm chi, đừng nói làm chi. Em ơi, em đi đường em, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế. Rất hay, rất truyền cảm, âm mộc mạc và chơi nhạc cổ điển, nhạc vàng thì các cụ thấy đấy, tiếng rất là tốt và nó có cái hồn, cái tinh túy riêng của Yamaha không lẫn lộn vào đâu được. Với cái mức giá 1 triệu 500 nghìn đồng cho cặp toàn giá này thì em thấy nó là một trong những lựa chọn quá là hợp lý cho những dân chơi yêu nhạc vàng, nhạc cổ điển và các nốt nhạc cụ có sự trung thực rất là cao. Cụ nào mà bê cháu về để chơi thì cứ vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0984511460. Em ở Hà Nội, khu Long Biên và luôn luôn ship hàng toàn quốc cho các cụ, không cần phải qua nhà. Hàng đẹp, zin, chuẩn, tiếng hay, nhà các cụ.